nhiều F0 diễn biến nặng, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác đặc biệt. Ngày 20 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch giữa các bệnh viện. Đơn vị này gồm 15 thành viên, giám đốc trung tâm cấp cứu 115 làm tổ trưởng, với sự hỗ trợ của lãnh đạo thanh tra Sở Y tế và lãnh đạo phòng nghiệp vụ trực thuộc Sở Y tế. Theo Sở Y tế, toàn thành phố hiện nay có tổng cộng 38 bệnh viện thuộc 4 tầng điều trị khác nhau. Hầu hết bệnh viện đã sử dụng gần hết công suất. Do đó, việc có thêm một tổ công tác làm cầu nối và hỗ trợ việc chuyển F0 giữa các bệnh viện được thuận lợi là nhu cầu rất cấp thiết. Một trong những nhiệm vụ chính của tổ công tác là kịp thời nắm bắt nhu cầu chuyển người bệnh của các bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị COVID-19. Ngoài ra, tổ công tác còn được giao nhiệm vụ kiểm tra chế độ thường trực, tính sẵn sàng tiếp nhận người bệnh COVID-19 nặng để kịp thời chấn chỉnh các cơ sở chưa thực hiện tốt nếu có. Những cá nhân và tập thể có cách làm hiệu quả, thực hiện tốt công tác tiếp nhận người bệnh cấp cứu cũng được tổ công tác ghi nhận. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, với số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện đã vượt qua 30.000 và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ thật sự đã nỗ lực hết mình cứu chữa người bệnh. Bên cạnh số lượng bệnh nhân xuất viện tăng dần, trường hợp chuyển biến nặng vẫn luôn là nỗi lo của các y bác sĩ. Vì vậy, ngành y tế luôn mong muốn người bệnh sớm được chuyển đến các bệnh viện có năng lực chuyên môn cao hơn để điều trị. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.